Tại vì em có một bé mà con của em họ nó bị tăng động giảm chú ý, thì mẹ hệ có thể nói cho em biết về trường hợp này không? À, thực ra cái chuyện mà tăng động mà tự kỷ á, gọi là giảm chú ý và tự kỷ á, thì cái vấn đề đó nó không phải là việc là bé đó số 1 hay số mấy. Điều đó phụ thuộc vào cái việc là người cha người mẹ đã tương tác với bạn như thế nào. Mẹ hãy ví dụ như thế này, cái giai đoạn mà từ khi ở trong bào thai của người mẹ đó, nếu cái người mẹ đó mà bị tình trạng là trầm cảm rất là nhiều, hay là bị cái tình trạng là kiểu như là bị stress ấy, thì hoặc là từ trong bụng mẹ nha, rồi bắt đầu hoặc là bị những cái cú sốc về mặt tâm lý rất là nặng, hoặc là từ khi mà cái đứa trẻ đó được sinh ra thì cái đứa trẻ này có một cái sự tương tác và kết nối rất là yếu, ví dụ như thế, thì khi mà đứa trẻ nó có một cái sự tương tác và kết nối rất là yếu thì đứa trẻ nó sẽ có xu hướng như thế nào? Nó sẽ bị có xu hướng là mất kết nối với người mẹ. Chẳng hạn khi người mẹ mà bồng bế con ở trên tay mà người mẹ không tương tác, người mẹ không có giao tiếp, hoặc là ông bà không giao tiếp cứ muốn cho con của mình ngủ nhiều, muốn cho con của mình ngủ để mình có nhiều thời gian. Nhất là những người mẹ nào ôm con xong trong đầu thì cứ tư tưởng là suy nghĩ ra chỗ này chỗ kia, lo công việc này công việc kia, lo mối quan hệ này công việc kia, và chúng ta không định được cái tâm và chúng ta không kết nối mẹ con với con của mình được á, thì cái đứa trẻ đó nó sẽ bị mất kết nối rất sâu đối với người mẹ. Và khi mà một cái đứa trẻ nó bị mất kết nối với người mẹ thì nó sẽ có xu hướng mất kết nối với rất nhiều những người xung quanh, và dần dần khi cái sự tương tác nó yếu như thế thì nó sẽ trở nên bị tự kỷ. Đấy là cái nguyên nhân rất là lớn cho cái việc tự kỷ. Thực ra chúng ta đi khám bệnh thì thường bác sĩ cứ ghi là tăng động rồi tự kỷ, thiếu tập trung rồi vân vân này kia, nhiều thứ lắm. Nhưng mà thực ra đấy là cái vấn đề của khoa học thôi, nhưng mà đằng sau cái vấn đề của khoa học thì lại còn có một cái vấn đề về tâm linh rất là cao, và cái đằng sau nó là cái sự kết nối. Thế thì á, tất cả những cái đứa trẻ nào mà mẹ cứ để ý mà xem, nếu mà nó sinh ra một cái mà nó được kết nối rất sâu với mẹ, được mẹ ôm ấp một cách lộ trình rất là bài bản, thì nó thật làm gì có đứa trẻ nào mà tự kỷ, làm gì có cái đứa trẻ nào mà nó bị mất kết nối, đúng không? Nó được tương tác mẹ con rất là sâu. Thế thì mẹ xuyến chú ý cho mẹ thế này, bây giờ bạn ấy là mấy tuổi rồi? Bạn ấy 7 tuổi rồi, nhưng mà em như đi khám và đang học rất là nhiều. Coi là bạn ấy bắt đầu học từ lúc 2 tuổi, nhưng bây giờ thì chủ yếu là bạn cũng không thể giao tiếp nổi. Bạn ấy là cái dạng nặng nhất rồi. Con không thể nhớ nổi, chủ trưởng hỏi đây là ai, đây là ai, cũng không giao tiếp được, và con nói chung là rất là nặng ấy. Có thể học lớp hoặc là học tính toán con vẫn học được, nhưng mà con không thể Nhưng mà giao bố tiếp. mẹ phát hiện ra bạn ấy từ khi mấy tuổi? Bị 2 tuổi, gần 2 tuổi, 17, 18 tháng đấy. 17, 18 tháng, tức là ba mẹ phát hiện được điều đấy đúng không? À, Dạ rồi vâng. từ lúc đấy, từ 2 tuổi đến giờ là ba mẹ cũng có đi can thiệp à? Vâng, có can thiệp, con can thiệp hàng ngày đấy. Mẹ chưa biết được là cái mức độ can thiệp của mình đến đâu, nhưng mà thực sự á, cái giai đoạn mẹ cũng nói là cái giai đoạn từ 1 đến 2 tuổi là cái đứa trẻ nó cần nạp cái ngôn ngữ đầu vào cực kỳ nhiều của người cha người mẹ, và lúc đấy là cần cái sự kết nối rất là sâu. Nếu các cha mẹ nào mà trong cái giai đoạn con nhỏ mà phát hiện ra cái đứa trẻ nó cứ hay nó ngồi, nó có cái tình trạng như này này, ví dụ nó cầm một cái đồ chơi gì đó nó cứ ngồi nó cứ chơi suốt từ sáng chơi đến tối được, và nó không cần quan tâm đến thế giới xung quanh nha, nhiều khi nó không cần tập trung đến thế giới xung quanh, thì cái đó là cái đứa trẻ nó đang ở tình trạng mất kết nối. Hay là đôi khi chúng ta sẽ phát hiện ra cái đứa trẻ nó hay đi nhón chân, nó đi nhón chân á, nhón cái lòng bàn chân của nó lên ấy. Đấy rồi á, đấy là cái vấn đề mà đứa trẻ cần phải được tương tác nhiều, thì những cái đứa trẻ này là tuyệt đối không được cho nó xem tivi, bởi vì những cái đứa trẻ này mà lại cứ tiếp tục cho nó xem tivi á là một chiều, thì từ nhưng mà để cho cái đứa trẻ nó không bị cái tình trạng đấy thì bây giờ chúng ta phải phòng trước đây này, tức là từ khi chúng ta sinh con ra ở trong bụng mẹ là chúng ta phải tương tác và kết nối với con thật nhiều, giao tiếp hàng ngày. Sáng nay mẹ hẹn mới gặp một cái đứa trẻ đây, mẹ hãy kể cho mẹ Xuyến và tất cả các cha mẹ như này, thì sáng nay ở cái khu nhà mẹ hẹn thôi thì có một cái gia đình đối diện nhà mẹ hẹn là có cái đứa trẻ nó cỡ tầm khoảng độ gần 2 tuổi, mà mẹ hẹn thấy bà ấy bế trên tay, cứ bế thì tức là có một cái cô giúp việc cô cứ bế trên tay, mặt nó cứ buồn rầu lặng thinh cứ chả nói năng gì, còn cô giúp việc thì cứ bế nó trên tay như một người vô hồn thế thôi, còn cái miệng thì cô cứ lép nhép, cô nói chuyện với người này cô nói chuyện với người kia, xong đứa trẻ thì nó cứ vô hồn, nó cứ nhìn như thế và nó chả được tương tác, nó chả được giao tiếp gì cả một cách cực kỳ là ngoan ngoãn. Mẹ hẹn nó thật chứ, mẹ hẹn nhìn cái đứa trẻ đó mẹ hẹn thương vô cùng đấy, cái đứa trẻ đó là sẽ rất có vấn đề khi mà chả được tương tác với ai cả. Bình thường đáng lẽ một cái đứa trẻ nó sẽ được bế lên như thế này, ríu rít, ví dụ như đầu tiên là ôm người mẹ là thường ôm con vào lòng như thế này để truyền sang cho bé một cái năng lượng, cái sự gọi là kết nối của sự thuần khiết, ôm nó thủ thỉ với nó này. Rồi hai nữa là ví dụ mình ngồi với con như thế này, mẹ Xuyến này, con của mẹ Xuyến ở nhà cũng vậy á, ví dụ này mình cầm cho bé một cái cuốn sách e-hon này, để mẹ hẹn lấy một cái cuốn sách e-hon nha. Đây,
cầm cho nó cái cuốn sách Econ, và cuốn sách này nó gồm nhiều chữ vào, thật nhiều chữ vào, thật nhiều hình vào quên. Đấy, để nó trước mặt này, tương tác với nó theo kiểu này này. Ồ, hai mẹ con mình đọc nhé. Một ngày chủ nhật, mình và Tatsu đang đi chơi cờ vua thì có tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. À, thế mình gõ cửa xem nào, xong mà mình để cho nó một cái gì đó mình gõ này. Nào, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Đó, tức là mình phải chỉ cho nó cái cách là cái đứa trẻ đó gõ cửa như thế nào để nó hiểu à cái hành động đó là gõ cửa. À, đấy là sự tương tác. Cái xong bắt đầu mình cứ mà mình đọc cho con nha. Là cứ đọc cho con lâu lâu, ví dụ mình tùy theo đứa trẻ, không phải là thời gian đầu đọc thì không được hỏi nó quá nhiều. Bởi vì mình hỏi nó nhiều quá không trả lời thì lần sau nó sợ đọc sách. Thì mình sẽ hỏi ví dụ như là trong quá trình tương tác lâu và sâu thì mình nói là ô cái áo này đâu là chiếc áo màu đỏ nhỉ? Như chỉ cho mẹ xem áo màu đỏ. Màu đỏ. Nào chỉ nào. À cái tay này, lấy cái tay của nó chỉ vào màu đỏ. Thì đấy là sự tương tác hai chiều. Hoặc mình bảo là thế đâu là cái tóc nhỉ, tóc của cô gái là cái nào nhỉ, mà đứa trẻ nó chỉ vào, mặc dù có thể nó chưa nói được nhé, nhưng đấy vẫn là sự tương tác hai chiều. Đấy vẫn là sự tương tác hai chiều, tức là đứa trẻ của chúng ta nó sẽ được tương tác và giao tiếp với những người xung quanh. Còn cứ bế ở trên tay như thế này, cái xong ra cái bà giúp việc bà cứ đi bà sang bà bế nó như thế này. Đây, bế một cách rất thờ ơ và lãnh đạm như thế này. Chật. Ôi trời ơi, cây khế này tớ này hôm nay rất là to này, cậu có ăn khế này, cậu sang cậu lấy này. Vườn rau của cô sao cô trồng đẹp thế, sao cái chỗ này nhà cô đẹp thế, phong lan được rồi đẹp thế nhỉ. Rồi ngồi ủi bao nhiêu chuyện xấu rồi. Ủi tết rồi ở đây á hả, trời ơi cái ông chú này á hả, nhậu nhạt suốt ngày suốt ngày, tôi phải dọn dẹp mệt vô cùng. Đấy, các cha mẹ nhìn nhá, các cha mẹ nhìn một cái người giúp việc nhá. Người giúp việc thì người ta không có tâm thức để mà nuôi dạy con đâu. Người ta chỉ có một cái tâm thức là giữ trẻ thôi. Và giữ thì càng ngoan càng tốt, càng ít nói càng tốt, càng đỡ nghịch càng tốt. Ấy thì cha mẹ ở nhà nhiều khi chúng ta cũng hơi vô tư trong cái việc là chúng ta giao con của chúng ta cho người giúp việc. Nói thật với các cha mẹ này, mẹ hẹ không phải là chê người giúp việc, nhưng mẹ hẹ muốn nói với các cha mẹ rằng chúng ta cần phải đặt trái tim của chúng ta vào con của mình, tương tác với nó, giao tiếp với nó, dẫu biết rằng chúng ta bận, nhưng về đến nhà là chúng ta phải tương tác và giao tiếp với con của mình, để cho đứa trẻ của chúng ta là gì, cái ngôn ngữ nó đi vào được. Đây, từ khi mà nó còn nằm ở trên tay người lớn ấy, nó cứ thờ ơ như thế này, nó nhìn ra ngoài, nó cứ quay này, nó nhìn trời, nhìn mây, nhìn đất. Xong cái ngôn ngữ của nó nghe được từ ngôn ngữ của mình bằng ôi trời, phát mệt cả lên. Tết rồi, nào như dọn nhà, như trả toilet, như nào như rồi là dọn dẹp nhà cửa, như xong là ông kia ông ấy ông nhậu nhậu lắm, ông suốt ngày ông đưa người về nhậu, cứ hôm nay một chập thì ngày mai thì một chập, suốt ngày một chập. Ôi xỉ mệt chết mỏ được, ôi làm giúp việc vất vả lắm, nhìn như vậy thôi chứ đường tháng có 6-7 triệu, 8 triệu chứ vất vả lắm, nhưng không có chuyện đơn giản đâu. Đấy, các cha mẹ nghe những cái ngôn ngữ đấy thì các cha mẹ biết là nó đi qua tai của cái đứa trẻ này là cái gì, được không? Từ bé nó được thấm đẫm bởi toàn là những ngôn ngữ như thế, thậm chí nó chả có cái sự tương tác gì cả. Thế là nó cứ im ru, và các cha mẹ biết là nếu trẻ mà muốn phát triển ngôn ngữ, các con muốn phát triển về mặt tương tác thì bắt buộc là nó cần phải có sự tương tác hai chiều. Chứ xem tivi, nói chuyện thì nó cũng chỉ là một chiều thôi, làm sao phải tương tác hai chiều. Thì mẹ suy nghĩ sao, thực ra 7 tuổi thì cũng quá là muộn rồi, có một đứa trẻ, nhưng mà thôi thì muộn cũng vẫn còn hơn không. Thì cái việc là người mẹ đó phải học cách kết nối, người mẹ đó phải học cách tương tác rất nhiều với con. Nào được, mẹ suy chi rõ chưa nào? Dạ vâng, mà... hãy kêu người mẹ đó học. Vâng. Có nghĩa bé này đến lớp thì có em nhiều khi hồi nhỏ là bà ngoại cũng cho xem tivi nhiều, và xem bữa ăn mà thấy con rất là ngoan mà không lấy gì cả. Đấy, đấy là vấn đề đấy. Xem tivi là, thì... là ngôn ngữ một chiều, tức là cái đứa trẻ nó cứ nhìn này, pa nó chảy đi. Cùng lắm nó chỉ đậu trong người nó 10% thôi. Nhưng mà như thế này thì ok này, xem tivi 30 phút. Cái xong mẹ lại cho nó là ôi thế con kể cho mẹ cái câu chuyện vừa rồi con mới nghe xem nào. Thế nó đứng ở đây là mẹ ơi, hôm nay con nghe được một câu chuyện là Tom và Jerry nhá. Tom và Jerry ngày hôm nay á là bạn Tom á là bạn ấy rất là cáu khỉnh. Bạn ấy chọc kẹo bạn Jerry thế này, rồi bạn ấy như thế này. Thì đấy lại là câu chuyện khác ạ. Bạn ấy mô tả lại cái bộ phim đấy cho người khác nghe thì đấy lại là một cái sự tương tác rất là tốt. Nhưng mà nếu mà bạn cứ nghe xong bằng chơi này đi thì bạn chả để lại trong đầu được bao nhiêu đâu ạ, chỉ có 5-10% thôi là hết đấy.